Xin kính chào toàn thể tất cả các bạn. Chào mừng các bạn ngày hôm nay đã trở lại với kênh YouTube của mình. Thì ngày hôm nay mình đang đứng ở đây là trên con đường Nguyễn Du các bạn ạ. Đây là một cái công trình thủy lợi, công trình đập thủy lợi của Etam nhé các bạn. Nó được nằm trên phường Tự An thôi. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một số hình ảnh để cho các bạn và quý vị cùng xem cho nó vui các bạn ha. Đây là phía sau mình, đây là công trình đập thủy lợi. Mai mốt là chỗ kia là nó sẽ là một cái đập dài từ ở bên phía đường Nguyễn Cư Trinh kia dài qua bên phía bên này nhé các bạn, là qua bên phía đường Nguyễn Du luôn các bạn. Đó, đây là những cái đơn vị thi công, đó là quân đội đó các bạn. Ở đây là theo như mình biết thì còn rất là nhiều đơn vị thi công và các nhà thầu khác nữa. Và bây giờ thì xin mời các bạn coi cùng theo chân mình để xem công trình ha các bạn ha. Công trình chào kỷ niệm 45 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột giải phóng tỉnh Đắk Lắk ngày mùng 10 tháng 3 năm 1975, mùng 10 tháng 3 năm 2020, dự án hồ thủy lợi Etam. Ở phía dưới đây thì những cái cỗ máy lớn, rất là lớn đang làm việc ở dưới đây các bạn ạ. Đây, những chiếc xe múc hạng lớn đang múc. Ở phía dưới là những người công nhân họ cũng đang làm. Ở đây là dưới cái lòng hồ đó các bạn ạ. Những cỗ máy đang làm rất là tích cực luôn. Ở phía dưới, phía bên dưới bên kia còn có công nhân đang làm các bạn ạ. Công trình thủy lợi này thì đang được những cái nhà thầu của quân đội họ làm rất là tích cực luôn. Ở phía dưới đây là những cái đáy của cái lòng hồ đó các bạn. Tương lai là nó sẽ có một cái đập nó dài ngang từ trên đó qua luôn. Phía bên này thì họ còn đang vận chuyển những cái xe đất, xe cát đi cách xa đây khoảng 7-8 km để họ đổ những cái đất này đi các bạn. Phía bên này thì những người kỹ sư họ đang thiết kế và đang tính toán cái gì đó. Những chiếc xe này thì họ đang vận chuyển đi rất là xa luôn. Ở phía trước đây là đường Nguyễn Du nha các bạn. Cái xe này họ đang chuyển đất cát xuống dưới phía dưới đây. Công trình thủy lợi Etam nó được nằm trên phường Tự An đấy các bạn ơi. Xe này họ đang chuẩn bị đổ đất để làm một con đường dài qua bên phía bên kia. Đó, chỗ đó là cái con đường đó các bạn ạ. Bây giờ họ đang chuẩn bị ben những chiếc xe ben này đi xuống dưới chỗ đó để làm một con đường để vận chuyển vật liệu qua bên phía bên đó. Phía bên dưới kia rất là nhiều công nhân họ đang làm. Đó là đơn vị của quân đội đó các bạn. Đó là những người chiến sĩ thời bình họ làm công trường.
Đây là những chiếc xe chở đất của công trình đi lên đây rất là bụi luôn các bạn ạ. À. Khu này nó giống như là khu sương mù luôn á, mấy bữa nay á. Quá bụi luôn. À, đây là những cái căn nhà mà chuẩn bị là giải tỏa sắp tới đây đó các bạn ạ. À. Giải tỏa để chuẩn bị làm những cái công trình thủy lợi E-Tam đây các bạn ạ. À. Phía này những căn nhà đây cũng để hoang vắng rồi. Những căn nhà phía bên này thì là những căn nhà mà họ cũng đã tháo hết tôn đi rồi. Những cái tấm tôn tốt là họ đã tháo đi hết rồi. Chỉ còn những cái vách tường này thì vài bữa nữa thôi thì họ sẽ giải tỏa, họ sẽ đem máy móc tới đây. Họ sẽ phá sạch những cái chỗ này để họ tiếp tục làm công trình thủy lợi của E-Tam đó các bạn ạ. Phía bên này là một con đường đi xuống. Nó cũng đi từ phía trên đây xuống đây là con đường Nguyễn Du đi thẳng xuống đây luôn này các bạn này. Những chiếc máy vẫn đang làm rất là tích cực. Công trình này theo như sơ đồ họ ghi là làm khoảng 2 năm. Đây, nhìn từ phía này đi thẳng qua thì nó sẽ là một cái đập đi dài qua đường bên kia là đường Nguyễn Cư Trinh. Là mai mốt nó sẽ là một cái đập đi từ bên đó đi qua bên này luôn. Qua thẳng qua đường Nguyễn Du luôn các bạn ạ. Dưới đây có một cái suối. Đây có một cái suối nhỏ các bạn. Công trình thì họ đang làm bên phía bên kia. Lúc nãy là mình đứng ở chỗ cái phía kia kìa các bạn. Ở đây thì mấy chục hectare đó, cái hồ này mấy chục hectare. Những căn nhà quanh hồ đây cũng đã được giải tỏa rất là nhiều rồi các bạn ơi. Hồ này mà làm lên thì rất là đẹp luôn á. Từ chỗ này đi lên trung tâm thành phố Buôn Thuật thì cách khoảng hơn 1 km thôi. Mình nhìn bằng mắt thường cũng thấy được những căn nhà cao tầng trên trung tâm thành phố đó các bạn. Thực chất thì sắp giải tỏa thôi, nhưng mà cũng còn rất là nhiều căn nhà họ cũng còn chưa có thỏa mãn được với những cái mức đền bù. Họ cho rằng là rất là thấp. Đây cái nhà bên này này, còn hình như là còn đang kiện tụng gì đó về giải tỏa mặt bằng đó các bạn ạ. Theo như thông tin mình được biết, để xây dựng công trình, thành phố Buôn Ma Thuột đã tiến hành đền bù, di dời tái định cư cho 550 hộ dân, kinh phí đền bù tái định cư hơn 380 tỷ đồng. Khi đưa vào vận hành, hồ nước chứa rộng khoảng 31,6 hecta, dung tích 1,77 triệu mét khối nước. Công trình sẽ phục vụ nước sinh hoạt cho khoảng 25.000 người thuộc khu vực thành phố Buôn Ma Thuột và các địa phương lân cận. Sắp tới đây thì những khu này thì phải di dời để lấy mặt bằng để làm công trình đó các bạn ạ. Bây giờ là hiện tại bây giờ là gần 12 giờ trưa rồi, nhưng mà các chiến sĩ làm việc rất là tích cực ở dưới phía dưới đây. Chắc có lẽ là những cái dàn trông, dàn sắt gì đó là cái phía cái chân, cái chân của cái đập đó các bạn. Họ còn mang cả những cái máy phát điện rất là lớn, công suất lớn ra để phục vụ cho công trình luôn. Hiện tại bây giờ khí hậu ở đây rất là nóng luôn các bạn ạ. Bên phía bên kia thì có một anh bộ đội, chắc có lẽ là thợ điện đó. Anh đang túc trực ở bên phía bên đó để điều khiển điện để cho các công nhân ở dưới đây họ làm này các bạn này. Những cái đống đất này thì họ sẽ chuyển đi xa lắm, cách đây khoảng 5-6 km gì đó. Những chiếc xe múc thì hiện tại họ đã nghỉ trưa hết rồi. Ở xung quanh đây thì họ cũng đã múc hết rồi. Phía trước đây là hôm trước là một cái bãi đất là họ đã cuốc hết lên rồi, cuốc những cái gốc cây đi hết rồi. Đây là cái suối này các bạn này. Cái suối đây là những cái cống mà họ chuẩn bị thả xuống dưới đây để họ làm phục vụ cái công trình này đó các bạn. Phía bên này là cái đền Ông Cảo. Nó có cái tên chính thức của nó là cái tên đền Vạn Kiếp nha các bạn. Thì
những người dân ở đây thì họ hay gọi với cái tên quen thuộc là đền ông Cảo, tại vì ông Cảo là cái chủ người chủ đền đó các bạn. Đây là cái cầu ở gần cái đền ông Cảo. Đền ông Cảo đây thì là một ngôi đền rất là linh thiêng đó các bạn ạ. À, ở bên phía bên này là mai mốt là nó sẽ là cái hồ nha các bạn. Cái hồ thủy lợi E Tam, thì bây giờ mình đang đứng ở chỗ này thì nó cũng còn cách xa cái lòng hồ nó cũng khoảng cỡ 200m nữa rồi các bạn ạ. Chỗ khu này thì hiện tại là đang giải tỏa hết rồi. Những căn nhà phía dưới đây thì họ đã đập hết rồi. Những cái khu này thì mình thấy hồi trước đây, cách đây khoảng những cái ngày đầu tiên thì có một trong những cái công ty gì đó họ đã làm những cái con đường này các bạn này. Những con đường nhưng mà bây giờ vẫn còn chưa xong. Thì theo như tình hình thì khoảng 2 năm sẽ xong cái công trình này. Đây, mai mốt là hồ thì nó sẽ tới chỗ bên phía bên này luôn này các bạn này. Đó là phía dưới đây là họ vẫn còn ở đây để trồng rau đó các bạn. Phía dưới đây là một cái cánh đồng khá là đẹp luôn. Thì sắp tới thôi thì họ sẽ chặn cái đập ở phía dưới kia thì nước nó sẽ ngập tràn lên hết trên đây luôn. Những căn nhà ở phía dưới đây là những căn nhà họ đã lấy tiền đền bù và sắp sửa dọn đi hết rồi các bạn ơi. Hầu như là khu này mình thấy những căn nhà là họ đã tháo hết tôn đi hết rồi. Tháo hết tôn ra thì cũng còn một số người thì họ còn trồng rau, họ còn canh tác ở đây được khoảng vài tháng nữa thôi. Thì khi mà cái đập nó xây lên thì nước nó sẽ ngập lên thì chắc có lẽ là phải giải tỏa di dời đi hết. Xung quanh đây là những khu vực cây cối này là cũng sắp tới đây là nó cũng là lòng hồ ngập nước lên đó các bạn. Thì theo như nguồn tin mình theo dõi thì cái nguồn vốn mà xây dựng cái công trình hồ thủy lợi này nó lên tới cái số tiền khoảng 1,468 tỷ đồng luôn đó các bạn ạ. Là một siêu công trình của thành phố Buôn Ma Thuột. Đó là một cái hồ mà sau này nó sẽ là ở hai bên này nó sẽ là những cái khu sinh thái rất là đẹp luôn các bạn ạ. Công trình hơn ngàn tỷ, siêu dự án, siêu công trình. Đây có thể nói là một công trình mà mình cảm thấy lớn nhất từ trước đến nay mà mình đã từng thấy ở Buôn Ma Thuột mình nha các bạn ạ. Đây là những cái bản đồ dự án của hồ thủy lợi E Tam, rất là nhiều đơn vị thi công và những đơn vị liên quan đó các bạn. Thank you.
Phía sau mình đây là cái công trình mình đứng ở chỗ này là ngay chỗ cái đường Nguyễn Huy Tự các bạn. Chỗ phía bên này là xung quanh đây cũng giải tỏa hết rồi. Đây là những cái căn nhà mà họ đã giải tỏa đi hết rồi, họ đập hết, họ đã lấy hết những cái gì mà còn tận dụng được. Thì những cái này thì chỉ còn những cái gạch và bê tông thì họ không lấy được, thì họ để lại thôi. Vài bữa nữa thì những chiếc xe cuốc họ sẽ cuốc sạch đi hết những cái khu này luôn. Những bụi tre cũng đây cũng nằm trong cái dự án của thủy lợi, hồ thủy lợi E Tam các bạn ạ. Phía dưới đây nữa này các bạn, phía dưới đây là cái lòng hồ nữa các bạn. Cái hồ này thì nó họ chụp một cái mô hình thì nó giống như là một cái con suối, hồ nó cũng không có phải là diện tích tròn, nó dài 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 lên tới trên kia khoảng 1 km gì đó hoặc là hơn, rất là dài các bạn ạ. Hồ này là hồ dài chứ không phải là hồ tròn các bạn. Đó, phía sau đây là những người công nhân công trình công trường họ cũng đang làm. Đó, họ đang cuốc những cái gì mình cũng không biết nữa. Có lẽ là đang san lấp những cái cây cái đáy dưới cái chân đập đó các bạn. Phía đó là sắp tới đây thì họ nói là họ sẽ đổ khoảng 1.000 khối bê tông, một số lượng bê tông rất là lớn. Các bạn có nhìn thấy những cái dàn chông sắt mà họ đã đan, chứ có lẽ là họ còn đan thêm để cho nó cao lên và họ sẽ đổ bê tông. Đó là cái cửa đập đó các bạn. Khi mà nước, cái lượng nước lớn thì sẽ họ sẽ mở cái đập ra để cho nước nó chảy xuống hạ lưu. Bây giờ thì mình đang đi xuống dưới cái cánh đồng ở phía dưới đây là dưới cái lòng hồ luôn các bạn ạ. Mình đi xuống dưới đây để cho các bạn xem cùng mình luôn ha các bạn ha. Các bạn đừng rời mắt khỏi màn hình, tiếp tục cùng mình theo cái hành trình ngày hôm nay để đi xuống cái lòng hồ tương lai nó như thế nào các bạn ha. Chỗ này là một căn nhà đã bị đập nát hết rồi này các bạn này, là trong dự án giải tỏa luôn. Dòng suối này là nó chảy xuống phía dưới hạ lưu ở phía dưới cái đền đền ông Cảo đó các bạn, đền Vạn Kiếp. Thì ở trên đây là thượng nguồn đó. Thì mai mốt dưới đây sẽ là những cái đất ở dưới phía lòng hồ. Mai mốt khoảng vài tháng nữa thôi hoặc là một năm gì đó thì nó sẽ tràn hết. Đây là những căn nhà mà họ đã giải tỏa hết rồi. Đây là mình sẽ đi qua một cây cầu. Hiện tại bây giờ là mình đang đứng ở dưới cái lòng hồ luôn các bạn ạ. Thì sắp tới đây khoảng một vài tháng nữa thôi thì khi mà vụ lúa này được gặt đi thì tất cả những cái chỗ này thì nó sẽ là nước hết rồi các bạn. Nó sẽ là dưới cái lòng hồ luôn, nước sẽ ngập lên hết đây luôn. Cảnh quan ở đây thì rất là đẹp luôn. Đây là một con suối chảy xuống dưới đền Vạn Kiếp, là cái chỗ ở phía dưới hồi nãy, lúc nãy là mình đã chia sẻ cho các bạn xem là nó ở dưới phía dưới kia khoảng cỡ chừng là 700 mét, là phía đền Vạn Kiếp, đó là cái đập ở dưới đó. Nó cách xa khoảng trung tâm thành phố Buôn Thuật khoảng hơn 1 km thôi các bạn ạ. Ở phía trên đây là đường Nguyễn Thiếp nhé các bạn. Nó cũng là gần đường Nguyễn Cư Trinh, đi thẳng ra là đường Nguyễn Cư Trinh. Phía bên này là cũng là cái lòng hồ này các bạn này. Thì ở đây mình quan sát thì bên chỗ bên kia nó là đường Nguyễn Du đó các bạn.
Thì ở phía dưới đây thì người dân họ cũng vẫn còn canh tác này, vẫn còn trồng lagin đó, những cây cây sú này mình thấy rất là đẹp luôn. Đây là những cái hình ảnh mà siêu dự án của hồ thủy lợi, lòng hồ thủy lợi Etam. Sau đây sẽ hai bên đây sẽ là khu sinh thái. Tương lai những mảnh đất còn lại ở đây rất là đắt đỏ luôn, mình đoán sẽ là như thế đó các bạn. Còn các bạn thì sao, các bạn có ý kiến gì ở cái hồ này không? Các bạn hãy cho mình những cái lời comment ở phía dưới màn hình ha các bạn ha. Nó chuẩn bị đổ bê tông. Clip chia sẻ hồ hồ thủy lợi Etam của mình tới đây cũng kết thúc rồi. Xin kính chúc toàn thể tất cả các bạn một ngày thật là tuyệt vời và tràn đầy năng lượng. Thì rất là cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh của mình trong thời gian qua. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nếu như các bạn mà cảm thấy hữu ích thì các bạn hãy đừng quên cho mình một like và một subscribe và share cho tất cả mọi người cùng xem ha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye 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 bye.